Làng Cổ Đình nằm ở chân một dãy đồi. Làng phát triển theo thế xà, nghĩa là có một con đường chính giữa làng. Con đường ấy chạy vòng vèo uốn khúc như con rắn ở dưới chân dãy đồi để đến đình làng gần sát Hồ Quyền. Cũng có người bảo đó là thế giao long ẩm thủy, có nghĩa là rồng đang uống nước. Cái thế ấy quý lắm, bắt buộc nhà ở hai bên đường phải nhìn ra con đường. Cái thế đất bắt phải như vậy. Người ta bảo có nhìn ra đường làm ăn mới vượng. Vì thế nhà ở trên đồi nhìn ra đường thì được hướng đông nam, vừa không trái phong thủy vừa mát mẻ. Còn nhà ở bên kia đường dưới chân đồi thì không bị dốc. Đất chân đồi bằng phẳng, nhưng quay ra đường thì lại gặp hướng tây bắc. Hướng này thuận phong thủy nhưng bất tiện. Mùa nóng thì gặp hướng tây, mùa rét thì hướng gió bất. Nhà ông Lý Cõn ở chân đồi bên kia đường nên gặp phải hướng này. Ông thợ cả ở Nam Định giỏi xây dựng đã xây một bức bình phong rất to chắn trước mặt nhà Lý Cõn, cách chừng 4 mét. Ở đây có ba chiếc cửa cuốn rộng nhìn vào ba gian. Chiếc cửa cuốn giữa bình phong rộng 3 mét. Thành thử nhà Lý Cõn vẫn hợp phong thủy mà bức bình phong ấy lại chống được nắng gió. Hơn nữa bên trong bức bình phong lại là một giường chậu hoa. Thành thử bức bình phong là thứ trang trí vừa giải quyết nắng gió, vừa là vật làm sang, làm bề thế cho nhà Lý Cõn. Cụ Đồ Tiết và Trịnh Quyền tần ngần đứng trước bức bình phong ấy. Cụ Tiết gật gù giảng cho Quyền nghe về tác dụng của bức bình phong này với kiểu nhà hướng Tây. Đấy, anh nhìn mà xem, lúc này đang xế trưa, nắng gay gắt nhất, nhưng phần trên của bức bình phong đã che hết cả. Nắng chỉ đến được thềm nhà. Thợ giỏi là thế đây, vừa là thứ che nắng, vừa là thứ trang hoàng. Phần trên của bình phong có dãy lỗ hoa, có những đường gờ, những chỉ, những đắp nổi, làm cho ta vui mắt, làm sang trọng ngôi nhà. Nhưng chỉ riêng bức bình phong này cũng tốn kém đủ cho người ta làm một cái nhà đây còn à. Lý Cõn được tin cụ Đồ đến, đang ở nhà bà ba gần đấy, liền chạy về lễ phép chào. Dạ, con lại thầy ạ, thầy đến chơi, con không biết nên chậm ra đón thầy. Cụ Đồ nói, hiệp thợ nào làm bức bình phong thật giỏi, nhờ nó trong ngôi nhà đường bệ hẳn lên, không biết nắng vào nhà sâu nhất là tận đâu. Dạ, nhờ có bức bình phong này, nắng lúc nào vào sâu nhất trong nhà cũng chỉ chừng hòn gạch đấy ạ. Dạ, mời thầy và bác vào xơi nước ạ. Ông cụ Đồ vừa đi giữa hai hàng cây cảnh để bước lên thềm vừa gật gù. Ôi chào, khéo thật đây. Sau khi đã an tọa, cụ Đồ trịnh trọng nói. Anh Quyền đây ở Nam lên là cháu đàn bà nhà tôi, gọi bà ấy bằng cô ruột. Ở dưới Nam ruộng nương ít mà nhà tôi thì neo người, cho nên tôi mới mời cho gọi anh ấy lên đây. Trịnh Quyền cũng làm bộ thiểu não. Thưa ông Lý, ở dưới quê, chim khê mùa thối, mà ở nơi đây thì bờ xôi ruộng mật. Tôi cũng đánh bạo lên đây để nương nhờ ông bác đấy ạ. Có phải hôm nọ thầy và bác đây, bác Quyền phải không? Đã tới nhà hôm tôi bận lên huyện đấy mà. Thấy thái độ của Lý Cõn vui vẻ, Trịnh Quyền tranh thủ sự thuận lợi. Liền lấy ra trong bọc bao chè và đồng bạc để lên cái đĩa, trân trọng bẩm với chị Hào Lý. Dạ, thưa thầy Lý, trước hết tôi được đội ơn tấm lòng bao dung của ông bác tôi. Sau nữa tôi còn phải trông nhờ vào sự bao dung chỉ bảo của thầy. Thầy là người nhất lý chi trưởng, người đứng đầu làng xã, vậy tôi xin có chút lễ mọn để ra mắt. Lý Cõn có ý không nhận, cụ Đồ phải nói đỡ. Này, anh Lý xưa nay là theo học tôi, nhưng cái tình là một nhẽ, mà cái lý lại là một nhẽ. Đất nào cũng có thổ công hà bá, cái tục của ta, con người phải biết lễ nghĩa. Đến nơi nào là phải trình diện ra mắt người đứng đầu nơi đó ngay. Anh Lý nể mặt tôi, anh nhận tức là lòng tôi cũng vui vậy. Ông Lý nghe thầy học xưa nói vậy, phải gật gù. Thôi thế này vậy, lễ thì tôi xin nhận, còn tiền thì xin được chối từ. Bởi vì thế này, thế nào thầy và bác Quyền? Chẳng làm mấy mâm gia đình lễ trình thành hoàng và trình các cụ kỳ mục. Cũng tốn kém đấy.
Thôi, bác để tiền này thêm vào mà làm việc ấy. Đang dở câu chuyện thì cụ Tú đến chơi, Lý Cõn trịnh trọng. Con lại chú à, thầy con đến chơi, định nói xong mấy câu chuyện thì sai trẻ sang mời chú đến nói chuyện với thầy con à. Ông Tú cụp chiếc quạt che đầu lại, rồi đập đập cái quạt vào bàn tay trái. Ông cụ kính cẩn đến trước cụ Đồ, chắp tay lại nói. Đệ mới dọn về nhà được mấy hôm, chưa kịp sang chào lão huynh. Đệ đánh bạo dám hỏi sức khỏe lão huynh bấy lâu nay đã khá lên nhiều chưa à? Cảm ơn, cảm ơn. Năm trước tôi đã gửi thư cảm ơn ông về chuyện vẫn còn nhớ cố nhân, gửi về cho tôi thuốc quý. Không biết có nhận được không? Còn sức khỏe của tôi nhờ thuốc của lão đệ và nhờ nuôi ong hàng ngày có mật uống, cho nên sức khỏe đã khá lên nhiều. Hai ông già nắm tay nhau cười khà khà, hớn hở. Cụ Đồ lại hỏi. Dạo này đệ vẫn đọc bài từ của Tứ Nại tiên sinh đấy chứ? Đệ khi nào quên được, cứ nhớ đến huynh là đệ lại ngâm nga bài từ ấy. Người ta đọc sách ngâm nga, ta nay tâm đọc lại là phần hơn. Tâm đọc sách không gian thành tiếng, mà thiên kinh giảng quyển lầu trơn. Mới đầu, ông cụ Tú đọc một mình, đến câu thứ hai, cụ Đồ cũng đọc theo. Hai ông già cùng đồng thanh, tiếng ngâm gian nơi tiếp khách. Sự vui vẻ của hai ông già làm bầu không khí hết khách sáo. Lý Cõn chỉ loáng thoáng nghe chú mình và cụ Đồ là hai người đồng môn, chứ không ngờ hai người lại thân thiết với nhau đến thế. Ngày xưa có một thời, cụ Tú Cao và cụ Đồ Tiết cùng thủ học cụ phó bản Vũ Quy Tân. Cụ Cao bé nhất trường, cụ Tiết lớn hơn được giao việc kèm cặp cụ Tú. Cụ Tiết rất thích bài từ Đọc Bằng Tâm của Thám Hoa Lê Đình Chiên. Bắt cụ Cao phải học thuộc bài từ ấy. Hồi ấy hai anh em rất tâm đầu ý hợp. Rồi cụ Đồ lưu lạc, cụ Tú ra tỉnh, hai người vẫn nhớ tới nhau. Nhưng đến lúc về già mới lại được ở gần nhau. Sau phút gặp gỡ đầu tiên, cụ Tú hỏi. Tôi mới đến nghe lõm bõm, chẳng biết có chuyện gì mà bác gặp anh Lý nhà. Chả là việc anh Quyền, cháu tôi ở dưới Nam lên. Làng ta vốn là nơi đất lành chim đậu mà. Anh Quyền định biện mâm cơm gia đình, trước là lễ thánh, sau là xin các cụ chấp nhận cho. Cụ Tú khẽ khàng. À, cụ có nhớ hồi xưa không? Lúc chúng ta còn trẻ ấy mà, việc xin cư ngụ giản dị lắm. Các cụ chỉ cần xem người mới đến có phải là người lương thiện chân chất hay không. Anh Lý tính xem có nên phiền hà đến thế không? Lý Cõn vốn trọng cụ Tú, cụ Đồ, nhưng cũng nể sợ cánh tiên chỉ Nhậm, Hương Ất, nên bảo. Chú ơi, chú biết rõ tính chú Nhậm cháu rồi đấy. Người ngụ cư đến, sơ sài biện lễ là không xong đâu. Đang nói chuyện dở, thằng Tùng con bà Hai Cõn hớt hải đến. Thầy ơi, mẹ con đau bụng, đau lắm. Mẹ ôm bụng, lăn lộn trên giường. Thầy về ngay đi ạ. Lý Cõn vội vàng xin phép đi một lát, cụ Tú tủm tỉm đập đập chiếc quạt, nói với cụ Đồ. Đà màng lắm vào, có khổ không cơ chứ? Chắc mấy hôm nay anh Lý chển mãn nên chị hai sai con mang trác đến gọi chứ gì? Rồi cụ Tú quay sang nói với Quyền. Tôi biết cái sự trình làng dạo này nhiêu khê lắm. Ông tiên chỉ Nhậm là em họ tôi nên tôi biết. Ông ta thích hoa dệ, hát dịch. Ngay cả anh Lý Cõn nhà tôi làm lý trưởng mà hắn cũng ra oai nữa. Hắn ta cầm ba toan đánh đích Lý Cõn ba cái mà ở giữa sân đình đấy. Hắn đã quyết cái gì rồi nếu không nghe, hắn sẽ hành hạ cho thất điên bát đảo. Nói xong, cụ Tú thở dài, than thở với cụ Đồ. Canh nhà nho chúng ta hết thời rồi. Bây giờ là thời của các ông làm cho Tây và các ông chánh ông Lý. Cụ Đồ bình tĩnh tủm tỉm cười. Tôi đã có chủ định, sẽ chọn một ngày để ra đình trình các cụ. Hôm ấy cũng luôn thể làm lễ bên đền mẫu. Cụ Tú lại thở dài. Ai chà, nói đến đền mẫu lại chợt nhớ tới khu rừng bán ở sau lưng đền.
Ngày xưa các cụ tiên chỉ làng ta đều đã đỗ cử nhân hoặc là bậc hữu quan. Các cụ ra lệnh cứ chặt một cây bán thì phải trồng thêm hai cây bán con. Lễ làng sao mà hay thế? Sở dĩ như vậy vì rừng bán là kho lương thực cứu đói cho làng gặp năm mất mùa. Hồi cụ cử liên bên họ Đinh nhà cụ còn sống đấy, rừng bán xum xuê xanh tốt lắm. Sau khi cụ cử chết, rồi nhà nước bảo hộ bỏ khoa thi chữ nho, thế là hết cả người thâm thúy đứng đầu làng xã. Dân làng từ đó mạnh ai nấy chặt, chỉ mấy năm sau rừng bán đã trụi thùi lũi vậy đó. Nho học tàn, rừng bán cũng tàn theo. Không hiểu nay mai, lỡ gặp năm mất mùa, chẳng biết dân nghèo trông cậy vào đâu. Trịnh Quyền chắp tay hai tay và giá giái cụ Tú. Thưa thưa cụ, cụ thật có lòng đấy à, con chắc cánh trẻ trong làng ta cũng nhiều người có lòng như cụ. Cụ Tú nắm lấy tay Trịnh Quyền, hạ giọng xuống, nói nhỏ. Có điều này cần phải nhắc bác Quyền nha. Tôi mới về nhưng cũng nghe được anh Lý nhà tôi báo rằng cái lão Julian Tây Đồn Điền đó cũng đã hỏi sơ qua về bác. Mà nè, đừng tưởng người ta làm đồn điền mà chỉ chú ý đến ruộng đồng nha. Tiên chỉ là đồn điền thôi, nhưng mà thực ra họ là chủ tất cả đây. Philip Marmer có hai người em Pierre và Julien. Hai người em đều ít hơn người anh cả ngoài chục tuổi. Cả ba anh em đều mắt xanh, riêng Pierre mắt xanh màu ngọc lam rất đẹp. Đôi mắt xanh dịu dàng, thông minh, lúc nào cũng óng ánh những nét tò mò suy tư, khác hẳn ông anh cả và người em út. Hai người này mắt cũng xanh đấy, nhưng là thứ màu xanh xỉn. Người cố định trong ba đôi mắt của anh em nhà Marmer, và họ nhận ra đôi mắt xanh đặc biệt lúc nào cũng ngơ ngác của Pierre. Chữ Marmer phát âm cũng na ná như chữ mắt mèo, thành thử dân làng đặt tên luôn cho người Tây đồn điền có đôi mắt đẹp ấy là Pierre mắt mèo. Còn người em út Julien, đơn giản chỉ vì bộ tóc hung hung đỏ nên dân làng đặt tên là Julien râu ngô. Pierre thường tâm sự với mọi người. Tôi là một nhà thám hiểm bất đắc dĩ, có lúc tưởng mình là nhà văn, nhưng cũng là loại nhà văn bất đắc dĩ, rồi còn là nhà họa sĩ bất đắc dĩ, bởi vì những sở thích của tôi thay đổi luôn, học nhiều thứ song chẳng thứ nào đến đầu đến đũa, làm chuyện gì cũng do đun đẩy của số phận, ngẫu nhiên mà làm, rồi lại ngẫu nhiên mà bỏ. Học xong trung học, Pierre vào trường y. Ở đây, lúc học giải phẫu cơ thể, sinh viên phải mổ xác người chết vô thừa nhận ngâm formol. Khi trông thấy xác người đàn bà xám xịt nhăn nheo nằm trên cái bàn trắng toát, tất cả phủ tạng trong người Pierre bỗng nhộn nhạo. Pierre cố trấn tĩnh, nhưng không trấn áp nổi cơn buồn nôn cuồn cuộn trong lòng được. Cuối cùng anh nôn thốc nôn tháo, và thế là đành phải chia tay với nghề y. Pierre viết trong nhật ký của mình. Lạ thật, từ thuở ấu thơ, tôi đọc những cuốn sách viết về những bác sĩ. Tôi cứ đinh ninh, về sau mình sẽ là một bác sĩ tài giỏi. Nhất định là thế, bởi vì tôi nhìn thấy ở nghề này một tấm lòng nhân ái vô bờ. Bởi vì tôi muốn là người có ích cho mọi người, là người đi xoa dịu nỗi đau cho mọi người. Có chuyện gì ở đây nhỉ? Phải chăng đó chỉ là những ý tưởng thơ ngây đẹp đẽ mà mình tự tô vẽ cho tâm hồn mình? Phải chăng ý tưởng ấy chỉ là sự sao chép những ý tưởng của kẻ khác? Còn thực chất, trong thẳm sâu tôi, trong vùng tối đen của khối óc tôi, lại không phải như tôi muốn. Vô thức của tôi bộc lộ ra đấy. Nó phản đối, nó bảo rằng anh không thích nghề y, anh là kẻ sợ cái chết. Đừng dối trá với bản thân. Ông anh cả Philip ở Đông Dương, trong lúc hành quân đi dẹp loạn, nhận được thư nhà biết tin em bỏ trường đại học y, đã xé cuốn sổ tay viết nguệch ngoạc cho thằng em thông minh nhất của mình mấy chữ. Chú Pierre thân mến, được thư của gia đình, anh buồn lòng vô cùng. Em là đứa thông minh nhất gia đình.
em là niềm hy vọng hứa hẹn nhất của gia đình. Tại sao em lại quyết định một cách nhẹ dạ như vậy? Em định bỏ trường y để vào văn khoa ư? Thật là rồ dại. Ngành văn chỉ dành cho những con người đặc biệt có tài về lĩnh vực đó. Mà nếu anh không nhầm, em giỏi về toán học. Anh cứ nghĩ sau này em sẽ là một nhà khoa học. Sao lại suy nghĩ bông lông thế hở em? Phải thú thật rằng Julian giống anh, nó khác em. Chính vì vậy, trong hai người em, anh có chút thiên ái với em. Anh yêu em hơn Julian, bởi vì ở em có những điều anh không có. Em là trí tuệ, còn anh và Julian là hành động. Hỡi cái trí tuệ của tôi ơi! Nước Pháp chúng ta là một dân tộc vừa có khả năng hành động, vừa có khả năng tư duy, và nhất là rất có ý chí. Có ý chí, con người sẽ làm được tất cả. Chính vì có ý chí nên chúng ta đã chinh phục được mảnh đất xa tổ quốc hàng ngàn dặm này. Chính vì có ý chí nên đất nước ta đã làm được bao kỳ tích. Dân ta có câu muốn là được. Em hãy tỏ rõ cái ý chí ấy. Đừng buông tay, đừng eo uột, vì eo uột ta sẽ là kẻ vô tích sự. Philip Mesmer. Đúng, tôi là kẻ vô tích sự. Pierre cứ tự nhủ thầm với mình như vậy. Học được một năm ở khoa văn, Pierre cảm thấy mình không tiến bộ, anh lại chuyển sang trường mỹ thuật trang trí. Đến trường này thì đọng lại. Cái thích nhất trong nghề này đối với anh là được đi đây đi đó. Anh đã đi vẽ ở Bỉ, Hà Lan, Tây Ban Nha, Hy Lạp. Qua sự di chuyển, Pierre hiểu được tâm hồn mình hơn anh. Anh hiểu được rằng mình yêu thiên nhiên, bị ám ảnh bởi những bữa tiệc màu trong tranh Gauguin, bị cuốn hút bởi những phong cảnh chan hòa nắng mưa, dùng nhiệt đới. Khi học xong hội họa, Pierre lẳng lặng xin đi học một lớp địa hình. Nhận được thư nhà, ông anh cả Philip lại tha thiết kêu lên trong lá thư đầy tình cảm sau đây. Em ơi, mẹ chúng ta đã già rồi. Mẹ đã hy sinh rất nhiều cho anh em ta. Mẹ đã bán cả cái trang trại, phần hồi môn bên ngoài. Ở đó mẹ gắn bó với bao kỷ niệm để lấy tiền góp vốn cho anh xây dựng đồn điền ở xứ Đông Dương. Em có biết không, mẹ chẳng bao giờ nói ra miệng, bởi vì một người mẹ chẳng bao giờ tỏ ra thiên lệch tình cảm đối với các con mình. Nhưng anh hiểu rất rõ, trong ba anh em, mẹ quý em nhất. Có gì đâu, chỉ vì em giống bà ngoại vô cùng. Anh nhớ ngày xưa, có lần mẹ thốt lên trong gia đình rằng sao em giống bà ngoại đến thế. Trông thấy em là mẹ cảm thấy như bà ngoại hiển hiện ra trước mặt. Vì vậy, khi anh nghe tin em xin đi học lớp địa hình, anh hiểu rằng lòng trai đã động chí bốn phương rồi, phải không? Anh gian em đây, anh cầu xin em đây, em đã lớn rồi, đủ để làm chủ mình rồi. Nhưng dù thế nào em cũng không được xa nước Pháp lúc này. Đứa em yêu quý của tôi ơi, em hãy nhớ em là bóng hình bà ngoại, em cần phải ở bên mẹ trong những ngày cuối đời yếu đuối của mẹ. Em hãy thay anh mà an ủi mẹ. Em hãy cộng thêm tình yêu mẹ của anh vào tâm hồn em, để cầu mong cho mẹ chúng ta được khỏe mạnh yên ổn trong những ngày đông lạnh giá này. Anh Philip. Pierre là con người tình cảm rất mực. Nếu như Philip chẳng viết thư về thì anh cũng không bao giờ có thể rời mẹ được lúc này. Mùa đông năm ấy, Pierre mang giá rẻ từ Paris trở về quê chăm sóc mẹ. Người mẹ nhìn vào đôi mắt xanh rất đẹp của con mà bảo rằng, đôi mắt của con là gia tài bên ngoại để lại cho con đi. Con không biết đâu, ngày xưa đó, đôi mắt xanh của bà ngoại đã hút hồn bao gã đàn ông. Mẹ biết đôi mắt xanh của con cũng như thế. Mắt mẹ cũng xanh, cũng trong, cũng ngơ ngác lãng mạn. Chắc mắt của bà ngoại cũng chỉ như mắt mẹ là cùng. Không đâu, mẹ làm sao sánh nổi bà. Ôi, hôm nay có nắng, để con đưa mẹ ra hiên nhé. Trời sáng đẹp quá mẹ ơi! Mẹ ngồi trong chiếc ghế xích đu, con ngồi dưới đất nắm bàn tay mẹ. Người mẹ thiều thào nói nhỏ những ý nghĩ của mình, những ý nghĩ giấu kín mãi mà chưa bao giờ mẹ nói ra. Con đừng giống như thằng Philip, bỏ nước Pháp để sang cái xứ sở lạ lẫm đầy nắng mưa và thú dữ ấy. Ôi, các người điên rồ rồi, cái xứ sở Đông Dương châu Á ấy chẳng biết có ma lực gì mà làm các người điên rồ lên thế. Bầu trời nào có thể đẹp hơn bầu trời nước Pháp của chúng ta? Bà dừng lại để thở,
Cuối cùng bà mới dặn dò Pierre. Con hứa với mẹ đi, con thề với mẹ đi, con thề rằng con sẽ không bao giờ theo gót anh con, bỏ nước Pháp để đến cái xứ Bắc Kỳ kỳ quặc mà người đàn bà lại sơn trắng cho đen. Con hứa với mẹ đi, thề với mẹ đi, rằng sẽ chẳng bao giờ biến mãn đặt chân lên cái xứ sở kỳ quặc, toàn những cơn sốt rét rừng và đầu người bị chặt, rồi cắm vào chiếc cọc tre. Vâng, con hứa, con thề. Pierre nói thế để cho mẹ yên lòng ra đi. Mùa đông năm ấy, bà cụ qua đời. Philip gửi thư về cho em trai. Pierre thân mến, anh đã nhận được thư em báo tin mẹ mất. Anh bàng hoàng không tin mắt mình nữa. Anh đọc đi đọc lại những dòng chữ báo tin dữ. Tối hôm ấy, anh sang nhà thờ và quỳ suốt tối trước bàn thờ Chúa. Cha Colombert ở đây là người nhân từ, tế nhị, rất cảm thông với anh. Ông già tốt bụng đó vừa là cha tinh thần, vừa là người bạn đồng hương của anh. Ông an ủi anh và bảo rằng, mẹ của anh là người ngoan đạo, hiền từ. Chắc giờ này người đang ở bên Chúa và đang dõi theo, cầu xin Chúa cho các con bà được phước lành ở chốn trần gian. Anh buồn vì đã không về đưa tang mẹ được. Mẹ chúng ta là một con chiên độ lượng, chắc mẹ chẳng nỡ trách đứa con bất hiếu đã không ở bên mẹ trong những phút lâm chung. Bởi vì con của mẹ đang làm người lính bảo vệ cây thánh giá, đem ánh sáng của Chúa đến với những người dân bản xứ ngoại đạo ở xứ Bắc Kỳ này. Anh cầu xin cho linh hồn của mẹ an nghỉ vĩnh hằng ở nước thiên đàng, ở bên ánh sáng dịu dàng của Chúa. Được tin em Julian học ở trường bảo địa, kết quả thật là tốt, anh mừng lắm. Anh chẳng thấy nhiều lo lắng cho Julian, vì tương lai của cậu ấy quá rõ ràng. Julian đã đi đúng đường, chỉ có việc theo đường thẳng mà tiến bước. Chắc chắn tiền đồ của chú Út sẽ sáng sủa hơn anh nhiều. Giả lại Julian lại là người năng động, luôn có những ý nghĩ tích cực trong đầu óc. Trong gia đình ta, người mà anh vừa kính phục, vừa ước ao, vừa lo lắng, không phải Julian, mà chính là em, Pierre. Anh nói kính phục, điều đó không hoa đâu. Em có một tâm hồn nhạy cảm, em có thể nhìn ra những điều ẩn giấu trong con người. Lại có trí thông minh, óc suy xét. Lại có một kiến thức rộng rãi. Lại có nhiều khát vọng để hoạt động ở lĩnh vực nghệ thuật. Một lĩnh vực có thể nói là nguy hiểm và bạc bẽo. Lý do vì khi vào đó, ta như đi trong một mê cung, có thể tìm được đường ra sáng láng, nhưng cũng có thể lạc lối và chẳng bao giờ đi đến đích cả. Nỗi lo lắng của anh chính là như vậy. Trước khi mất, mẹ dặn em đừng sang Đông Dương, phải không? Anh chẳng biết khuyên em thế nào. Đúng là Đông Dương nhiều hiểm nguy. Anh nghĩ rằng ai đến đây cũng phải ngạc nhiên vì sự sống ở đây. Có thể nói sinh sôi lúc nhúc, cây xanh tốt bốn mùa, quả có mặt quanh năm. Cũng có thể nói qua rực rỡ mọi lúc mọi nơi. Rừng thì lạ, tầng tầng lớp lớp, rậm rịch và quấn quýt. Có cảm giác như cắm một cành cây xuống là có thể ra rễ đâm chồi thành cây. Sự sống phồn vinh như vậy, phồn vinh ở mặt vĩ mô, chắc cũng phồn vinh ở cả mặt vi mô. Cuộc sống ở thế giới mắt ta không nhìn thấy, chắc cũng lúc nhúc như vậy. Do đó lắm bệnh lạ ta chưa bao giờ thấy, và cũng lắm bệnh nguy hiểm chết người. Nhưng bù lại, ở đây cảnh đẹp vô ngần, thiên nhiên biến hóa từng lúc từng nơi, thiên hình vạn trạng. Chắc cũng có người chê cái xứ sở nhiệt đới này, coi nó là xấu. Người đó không mở lòng ra khi đến với thiên nhiên, thì bảo làm sao thiên nhiên dám mở lòng mình ra để cho người đó chiêm ngưỡng. Có đúng vậy không? Đối với thiên nhiên cũng phải đối thoại. Nếu ta độc thoại thì thiên nhiên sẽ luôn đóng kín cửa đối với tâm hồn ta. Nhưng thôi, anh đã nói xa đà quá rồi. Ai lại đi đánh trống qua cửa nhà sắm? Mà ba qua mãi thì lại quá ra, anh có tình cảm thiên lệch với xứ sở này. Thú thực, đồn điền của anh đã dạy cho anh biết những điều anh vừa nói. Ở đây rừng bạc ngàn, có vùng rừng bị hủy diệt chỉ còn lại xiêm mua. Lại có những khu rừng tái sinh, rừng cằn trên núi đá, rừng rậm ở thung lũng. Có cả những vạt rừng nguyên thủy, ở đó hổ, gấu, hươu, nai nhiều vô kể.
Thôi, để anh nói thật bụng nhé. Nếu em sang đây, em sẽ được hưởng những bữa tiệc màu sắc kỳ ảo. Anh đã đoán đúng rồi phải không? Qua những lá thư của em gửi cho anh biết rằng em đang chuẩn bị sang đây. Trước kia còn chần chừ vì mẹ còn sống. Bây giờ mẹ đã ở chốn thiên đàng. Em có trái với lời hứa trước mẹ lúc bà lâm chung thì chắc cũng chả sao. Anh chắc mẹ có thể tha thứ cho em. Bởi vì sang đây em có thể có một sự nghiệp. Em có thể tìm ra lối đi đúng trong mê cung nghệ thuật. Bởi vì thiên nhiên là một người thầy sáng suốt vĩ đại. Thiên nhiên nhiệt đới có thể dạy cho em những điều lạ lùng mà ở xứ lạnh chưa ai biết đến. Vả lại, em còn là cánh tay phải của anh nữa chứ. Có thể em hành động kém, nhưng một ý nghĩ thông minh của em lại rất cần cho anh. Lại còn tình cảm gia đình là điều anh thiếu. Nói thật, sống với những người bản xứ, anh thấy cô đơn. Người dân ở đây rất tốt, nhưng dù sao chúng ta cũng vẫn là ông chủ. Mà giữa chủ và tớ bao giờ chả có khoảng cách. Anh thèm hơi ấm của người thân. Anh nói lời cuối thư nha. Em ơi, hãy sang đây với anh, có lợi đây. Còn có thể nói rất lợi cho sự nghiệp nghệ thuật của em. Hôn em và chờ tin em. Philip Mesmer. Có thể nói đây là một bức thư nồng nàn của một người yêu xứ sở thuộc địa Bắc Kỳ. Philip không nói gì về tình trạng đồn điền, nhưng Julian nghĩ rằng công việc đang trôi chảy với anh mình. Vì sự việc làm ăn có tốt thì người viết thư mới phấn hứng đến thế. Phấn hứng cả trong việc kêu gọi người em trai Pierre hãy rời bỏ Paris mà sang xứ Bắc Kỳ. Nhận được thư, người em quyết định ngay. Pierre sẽ sang Bắc Kỳ, nhưng không phải trên danh nghĩa một họa sĩ, cũng không phải trên danh nghĩa một nhà kinh doanh sang xứ thuộc địa làm đồn điền, mà trên danh nghĩa một quân nhân đo đạc, một nhà thăm dò bất đắc dĩ. Tức là Pierre xung vào đội quân đi vẽ địa hình. Một công việc được đi nhiều nơi, được biết nhiều vùng, đầy hiểm nguy phiêu lưu, song cũng đầy lãng mạn. Bị ảnh hưởng bởi những gam màu rực rỡ vùng nhiệt đới của Gauguin, bị ảnh hưởng bởi những lời mô tả sai đắm của anh Philip, nên Pierre tìm hiểu kỹ về xứ Bắc Kỳ trước khi lên tàu sang thuộc địa. Nói chung, đó là những tưởng tượng của một người Pháp chính quốc nghĩ về một bó hoa thuộc địa chan chứa mơ mộng và lãng mạn. Một tờ báo viết rằng, Đông Dương là một huyền thoại, với những cánh rừng nguyên thủy bí hiểm, với những đồng lầy trồng lúa mênh mông, với những chiếc thuyền tam bản có buồm cánh dơi, với vịnh Hạ Long đẹp mê hồn. Nó là một vùng đất đặc biệt trong những giấc mơ châu Á của người Pháp. Vùng đất này nước Pháp chiếm được hơi chút muộn màng, khác với vùng đất Đông Phương Ả Rập, khác với Trung Quốc, khác với Nhật Bản. Vùng đất ấy là một viên ngọc. Nó nằm ở vị trí hàng đầu của đế chế Pháp. Pierre không có tâm thức của một nhà thuộc địa. Anh bước chân xuống tàu không nghĩ đến những lợi lộc. Tâm thức của anh là tâm thức của một người tìm kiếm. Anh đi tìm cái đẹp của nắng, của gió. Anh đi tìm cái đẹp ở thế giới nguyên thủy, hoang sơ. Cho nên ở trên tàu một tháng ròng, anh chỉ chúi đầu vào đọc hồi ký của những người đi trước, đọc những tài liệu, đọc báo, đọc văn, đọc tất cả những gì dính líu tới Đông Dương. Đêm xuống, anh lại lạc vào những giấc mơ về những vùng đất anh chưa bao giờ đặt chân tới. Pierre tưởng tượng tới những cánh rừng già cao vút, bát ngát mà thâm u, bí hiểm. Trên đầu, những cây sao thả xuống những nhành hoa phong lan muôn màu, muôn sắc. Chúng rắc phấn, chúng phun hương, làm cho khí trời ám hương, ám phấn. Khí trời loãng trở nên đặc quánh vật chất, cho ta một cảm giác ngày ngày, ngất ngây. Pierre tưởng tượng tới một cảm giác lúc nhúc đàn voi trong rừng chuối, lúc nhúc đàn nai bên bờ suối, và lúc nhúc cả bao loài thú kỳ lạ. Trong giấc mơ của Pierre có cả những con báo đen rình rập trên cây, rồi cả những con quạ mi lít rít tiếng hót thâu đêm, in khảm tiếng hót của chúng vào những đêm dài nhiệt đới. Pierre còn tưởng tượng ra cả những thác, những ghềnh, còn anh ta thì ngồi trên con thuyền độc mộc để vượt thác, để bì bõm dung dút bơi trên những dòng sông hung dữ.
Pierre hiểu, có những giấc mơ ấy, tức là tiềm thức mách bảo trước với anh rằng, anh sẽ là nhà thám hiểm, và những hiểm nguy đang chờ đợi rình rập anh trên các nẻo đường. Khác hẳn với những bạn đồng ngủ, đồng hành, Pierre tự trách mình, sự khác biệt ấy của anh có thể là một lỗi lầm chăng? Anh tự thú với bản thân. Tôi là một nhà thám hiểm bất đắc dĩ, cũng là nhà đo đạc, nhà họa sĩ bất đắc dĩ. Sau này tôi sẽ còn là một thứ nhà bất đắc dĩ nào nữa thì chưa biết được. Chỉ biết rằng tôi đâu có phải là người thợ đang xây dựng cái đại công trình bành trướng của nước Pháp. Tôi đâu có niềm tin chinh phục, niềm tin thuộc địa. Tôi chỉ là một kẻ xung phong đầu quân với một động cơ hết sức vụ lợi. Nói cho thật chính xác, Pierre sang Đông Dương còn vì một lý do khác. Anh sợ thất nghiệp. Là một họa sĩ không có tiếng tăm gì, lại mới ra đường, đi tìm việc kiếm sống ở nước Pháp, nơi đầy rẫy những họa sĩ vô danh, đâu có phải dễ. Pierre sợ phải xung vào đội quân thất nghiệp lúc nào cũng nhan nhản ở Paris. Khi anh đến phòng đăng ký đầu quân sang Đông Dương, người ta hỏi. Tên là gì? Pierre Masmer. Nghề nghiệp chuyên môn? Họa sĩ. Còn gì nữa không? Họa đồ. Có ai là họ hàng thân thuộc ở đó? Có anh trai Philippe Mesmer, hiện bắt đầu mở đồn điền ở xứ Bắc Kỳ. Vì lý do gì xin nhập ngũ? Vì chưa có việc làm. Vậy là tốt, sang bên đó anh sẽ có nhiều cơ hội tiến thân. Tuy nhiên cần phải nói trước với anh, Đông Dương là viên ngọc của chúng ta, nhưng trước mắt nhiều khó khăn gian khổ. Chỉ miễn là anh có niềm tin vào nước Pháp, biết giữ danh dự cho nước Pháp, anh sẽ có một tương lai. Pierre đi học lớp đo đạc bản đồ vì anh đã có dự định từ trước. Anh quen một sĩ quan làm công tác bản đồ trong quân đội. Anh ta nói rằng hiện nay bên ấy đang thực hiện chương trình lập bản đồ địa hình toàn cõi Đông Dương. Trước mắt, việc đó giao cho quân đội, vì nên người ta biên chế Pierre vào đội khảo sát rừng. Chính ra tên của cơ quan đó là Phòng Địa hình Quân sự. Nó chính là tiền thân của cơ quan địa lý Đông Dương. Thật không ngờ Pierre bị rơi vào một bộ phận lãng mạn nhất, nhưng đồng thời cũng là một bộ phận bạc bẽo nhất, gian khổ nhất, và cũng bị người đời lãng quên nhiều nhất. Vì Pierre có chút học vấn, lại biết nghề, nên sau khi học quân sự cơ bản 6 tháng, rồi sát hạch tay nghề, họ phong cho anh hàm chuẩn quý. Như vậy là có chiếu cố đối với người làm nghề gian khổ, dễ bị sốt rét rừng. Gọi là chức chuẩn quý cho oi, chứ thực ra anh chỉ làm nhiệm vụ dắt mia, đọc số trong máy ngắm, leo trèo hết ngọn đồi này sang ngọn đồi khác, rồi ghi chép những số đo vào cuốn sổ. Thỉnh thoảng thì Pierre mới phụ trách máy ngắm, còn người chính phụ trách máy ngắm là thiếu úy Pona. Thiếu úy sang Đông Dương đã 3 năm, đã thành lính cựu. Anh ta có khá nhiều kinh nghiệm để thích ứng với cái xứ sở đầy hấp dẫn, đồng thời quỷ quái này. Pona bảo Pierre, xứ Bắc Kỳ có 6 tháng thiên đường và 6 tháng địa ngục. 6 tháng thiên đường bắt đầu từ tháng 10 cho đến tháng 3 năm sau. 6 tháng địa ngục kéo dài từ tháng 4 cho đến hết tháng 9. Địa ngục là mùa nóng nực, một cái nóng khủng khiếp. Nhiệt độ cao và độ ẩm cũng cao, không gian hầm hập như cái nhà tắm hơi nóng. Suốt ngày mồ hôi vã ra, người châu Âu đến đây hay chết vào mùa này. Bây giờ đang tháng 2, cậu chuẩn bị tinh thần đi, tháng tới sẽ vào mùa địa ngục đấy. Lúc hai người đang nói chuyện là lúc đoàn khảo sát đang làm việc trên đất hòa bình. Không biết anh chàng này có phải là ma cũ dọa ma mới không? Chứ nghe cái giọng nghiêm nghị của anh ta thì kinh khủng thật. Bona bảo rằng, có 3 điểm cần luôn chú ý. Thứ nhất là phải giữ cái đầu. Đầu luôn luôn phải đội chiếc mũ thuộc địa. Đó là chiếc mũ trắng rộng vành trứ danh bằng lia. Có nó, ta mới chống được cảm nắng. Chính mắt tớ đã trông thấy một gã trung úy bị say nắng. Hắn đang ngồi trên lưng ngựa, thế mà đột nhiên gã bỗng gục xuống, ngã từ trên lưng ngựa xuống đất. Bọt mép sùi ra, chết đứ đừ tức khắc. Thứ hai là, không bao giờ ăn uống linh tinh, dù khát đến mấy cũng không uống nước suối. Ở miền nhiệt đới, di trùng thương hàn, dịch tả và nhất là kiết lỵ có mặt ở khắp mọi nơi. Người da trắng mắc bệnh kiết lỵ rất khó cứu chữa. Thứ ba là ngủ phải mắc màn, nếu không sẽ mắc sốt rét. Nếu sốt rét ác tính, coi như gửi xác ở đất này luôn.
Pierre tròn mắt sợ hãi, anh như nuốt từng lời nói của người lính cựu. Mấy hôm ấy, đoàn khảo sát đang đo đạc vùng ven sông Đà. Đồn điền của Philip ở gần vùng này, song Pierre chưa tiện dịp tới thăm. Thực ra, đoàn khảo sát này là một đoàn hỗn hợp, thành phần gồm tổ đo đạc có Pierre Pona, bác sĩ Roger, nhà nghiên cứu Socrates, nhà dân tộc học René de Fromentin, chuyên gia về mường Việt, đoàn trưởng là viên trung úy Louis. Ngoài ra còn phải kể tới 5 người bản xứ làm công việc lao động khuân vác, 2 con ngựa thồ và 1 chiếc xe trâu. Nhà dân tộc học René, trạc 40, nhỏ thó, cận thị với chiếc kính mắt dày cổm. Ông René mới gặp thấy khó hiểu khó gần. Pierre cứ tưởng đó là một con người kênh kiểu, chán ngắt. Hóa ra không phải vậy. Lúc đầu khi mới quen, ông ta lúng túng. Ông là loại người không biết cách làm quen để hòa nhập ngay với kẻ khác. Nhưng khi đã quen rồi, ông René rất cởi mở, và khi quen đã lâu thì sự cởi mở ấy lại đi đến chỗ quá tự nhiên. Thậm chí ông bác sĩ còn nhận xét là ngài René nói hơi nhiều. Quả thực, ông René hay nói, nhưng không phải nói để cho người ta sợ như thiếu úy Pona đã làm. Cách ông René nói là cách để cho những anh lính thuộc địa mới toanh như Pierre được yên tâm. Cuối cùng Pierre lại thấy yêu quý, thậm chí có thể nói thấy mê cái con người gầy gò đó. Ngài René de Prometa sang Đông Dương đã được 7 năm, một thời gian khá dài đối với một người lính bình thường, nhưng đối với nhà học giả thì vẫn chưa đủ, bởi vì theo ông nói, có nhiều thứ để ông phải học quá. Trong khoảng thời gian ấy, ngoài làm việc, ông còn học nói được thành thạo 2 ngôn ngữ Việt và Mường, thậm chí ông còn đọc được cả chữ Trung Hoa, một thứ chữ mà Pierre thấy bí ẩn và rắc rối, cứ như thứ chữ vẽ bùa ấy. Pierre hỏi René. Người ta sang Đông Dương để làm giàu, còn ông không kinh doanh sao có thể giàu có? Tôi cũng làm giàu thêm lên nhiều đấy chứ. Tôi tự làm giàu cho kho tàng kiến thức cá nhân. Chúng ta vẫn lớn tiếng nói với thế giới rằng, chúng ta sang xứ Bắc Kỳ này là để khai hóa cho người An Nam còn chìm trong bóng tối. Đây là ý kiến của các nhà thuộc địa. Còn tôi không đi khai hóa. Tôi sang đây để học làm giàu cho riêng mình. Ý kiến này có vẻ dị kỷ đấy, nhưng với tôi nó thích hợp. Ông học được điều gì? Học được tính khiêm nhường, lễ độ, học được sự cam chịu. Cam chịu mà cũng phải học ư? Cuộc trò chuyện giữa Pierre và René diễn ra trong một đêm không trăng, chỉ có rất nhiều ngôi sao sáng nhấp nháy trên bầu trời trong veo, cao vút. Họ ngồi ngoài rìa một khu rừng, trên một đồi cỏ tại xứ Mường, giang sông Đà. Muôn vàn con sâu bọ, có thứ cánh cứng, có thứ cánh mềm, muôn vàn con ếch nhái, ếch ột, ẩn ương, chấu chuột, nhái xanh, nhái bén. Rồi muôn vàn con dế, dế trũi, dế cánh, dế mèn, thậm chí cả muôn vàn con giun đất. Loài giun có cách phát ra tiếng nói riêng, chúng đào bới cửa quậy, xáo trộn, tạo ra những tiếng xào xạc lá cỏ. Bởi vì đất chuyển động thì cỏ chuyển động mà lá rung rinh. Cộng thêm vào những tiếng động đêm đen, đó là những tiếng phần phật đập gió của muôn vàn con dơi, và tiếng dù dù của những con bọ bay. Đêm hiền diệu cho phép muôn loài được lên tiếng, cho phép mọi sinh linh được bình đẳng cất tiếng nói của mình, để cuối cùng tạo nên bản đại hợp xướng phồn thực, âm thầm. Bản đại hợp xướng ẩn ngầm đó Pierre đã bất chợt bắt gặp và cảm nhận được trong đêm rừng nhiệt đới. Cái đêm đen kịt, tưởng như chẳng có gì trong đó, thật ra chứa đựng rất nhiều thứ. Pierre chợt có cảm nghĩ khác thường, chính cái đêm đen ấy, chính sự phồn thực bí nghiệm và tưởng như tầm thường ấy, có một sức mạnh ghê gớm mà ta không lường hết được. Ông René lập loè điếu thuốc trên môi, ông không trả lời bình luận ý nghĩ ấy của chàng trai. Pierre gặng hỏi lại câu hỏi từ lúc nãy. Sao lại nói học sự cam chịu ạ? Nhà dân tộc học như một thầy phù thủy, ông đã đoán được những ý nghĩ của chàng trai. Thì anh đã hiểu rồi đấy, đêm đen đã giảng dạy cho anh. Chúng ta phải biết cái thân phận nhỏ bé của mình. Sự cam chịu như chiếc áo khoác tàn hình che đậy cái bên trong tiềm tàng bùng nổ dữ dội. Cả hai người lại im lặng. Ôi, cái phương đông đầy bí ẩn mà sao chúng ta cứ coi thường? Gió rừng hiu hiu thổi, muôn thứ hương đột nhiên trỗi dậy. Khứu giác của con người vốn đã bị cuồng nhục đi vì cuộc sống tiện nghi, ít phải dùng đến nó. Hay là bởi phương Tây giá lạnh làm teo tóp thứ giác quan nguyên thủy đó chăng?
do đó sự cảm nhận tinh tế mùi hương không có điều kiện để phát triển. Người ta bảo ở xứ nhiệt đới, sự lúc nhúc, sự phùng thực nằm nhiều trong không khí. Đêm nay, khứu giác vốn bị treo tóc của Pierre, đã bao năm ít dùng đến, hình như bỗng dưng thức giấc. Một thứ hương ngọt ngào chợt bay qua. Hương thức dậy mới đầu lãng đãng e ấp như cô gái mới dậy thì, sau đó nó dào dạt, rồi tới chỗ cuồng nhiệt. Thậm chí có lúc hương trở nên ngọt ngào, nức nở. Rồi thì bỗng nhiên, nó lại tan đi rất nhanh, cứ tưởng như trong mơ, và hương ấy chưa hề xuất hiện. Bởi vì bây giờ tất cả lại như không. Không khí vẫn trong trẻo, song nó đã quay về với cái vị trần gian nhạt nhẽo. Nhà dân tộc học giải thích. Mùa xuân ở đây có vô vàn loài hoa, rừng nhiệt đới rất nhiều hoa phong lan. Có khu rừng nguyên sinh, cây dương lên rất cao, và ở tất cả các cây cao ấy, ngọn nào cũng có phong lan. Ngoài loài phong lan ký sinh rạc rỡ và rực rỡ ấy, rừng còn biết bao thảo mộc có tên và không tên khác. Có những cây hoa li ti chỉ bằng đầu que chim, có những cây hoa xòe như bàn tay, có thứ lại là những chùm uốn rũ. Mùa xuân ở đây hầu như toàn bộ cây rừng trổ hoa chẳng sớm thì muộn. Chúng tạo thành hội hoa tưng bừng, chỗ trắng, chỗ nâu, chỗ đỏ rực, chỗ vàng chóe, chỗ sặc sỡ, chỗ tưng bừng. Gió thổi tung phấn hoa lên trời, phấn hoa trộn vào không khí để lan tỏa, để mời gọi bướm ong côn trùng đến, tạo ra mùa sinh nở, mùa giao quang phồn thực ngọt ngào, vĩ đại. Các sinh vật ở đây đều sinh sôi rất mạnh là thế đó. Cũng có thể thứ phấn hương ấy còn có tác động mạnh đến con người mà ta chưa biết đến chăng? Anh có để ý đến cách tung hương của hoa rừng lúc nãy không? Nó giống một vũ điệu giao quan, vũ điệu tình yêu của con đực và con cái. Mới đầu là múa vờn, nhẹ nhàng và da vuốt, rồi đến nhịp nhàng êm dịu. Cái háo hức cứ tan dần cho tới khi đạt tới đỉnh điểm của cuồng nhiệt và chiếm đoạt. Nhận và cho tất cả, để rồi cuối cùng no nê và tĩnh lặng. Điếu thuốc lá trên môi René de Frometa lập lòe, cuối cùng ông thì thầm vào tai Pierre. Ở xứ phương Đông còn nhiều điều bí ẩn mà ta chưa biết hết. Ta đi khai hóa cho họ, nhưng ta đã hiểu gì về họ chưa? Trong cái bề ngoài cam chịu nhẫn nhịn ấy, nhưng ở bên trong nó còn ẩn giấu những gì ta đâu có biết. Ở rừng có lắm cơn giông tố thật bất ngờ. Sau đó hai người im lặng rất lâu. René và Pierre không nói để cảm nhận, để nghe hương của đất cửa mình trỗi dậy, tràn ra. Cái thứ hương lạ lùng ấy, nhà dân tộc học bảo, hiếm khi ta cảm nhận được lắm. Hai người cứ ngồi rình đến quá nửa đêm, căng tai căng mũi ra mà cũng không gặp được nó. Cái đêm gặp gỡ trứ danh ấy với nhà dân tộc học René đã cho Pierre biết thêm một điều. Đất cũng có hương. Pierre biết rằng trong đất có tỉ tỉ ức ức những con sâu bọ côn trùng giun dế. Đất là quê hương, nơi trú ngụ của chúng. Ở đó chúng đào xới, chúng tranh giành chiếm đoạt. Tất cả chỉ vì sự tồn vong. Hương đất ra sao? Có phải nó hăng hắc ngai ngái không? Có phải nó ngọt ngào ngầy ngậy không? Có phải nó là mùi của lá chết, cỏ nát? Có phải nó là mùi dịu dàng hấp dẫn, như lời ru của mẹ mời gọi ta hai tay buông xuôi, trở về vĩnh hằng, giúp ghe làm mắt ta nhắm lại, cam chịu số phận cát bụi. Tiếp cận với đất có khi ta thở phào, có khi rưng rức, tay bốc nắm đất, có người đưa đất lên miệng mà hôn, mà ăn, có người úp mặt vào đất mà nức nở, rồi có người bằng lòng trở về với đất. Và cũng có người thì tung đất lên trời rồi bỗng như mọc cánh bay cao. Đó là sự tiếp xúc cận kề đối mặt với đất, và có lẽ chỉ đến phút đỉnh điểm ấy, con người mới tìm ra hương đất. Bên trên là những cảm nghĩ mơ hồ của Pierre về đất, còn sau đây là những suy nghĩ của ông René về đất. Chúng hệ thống và duy lý hơn. Ở xứ sở này, chỗ nào nhà nào cũng thờ thần đất. Đất cũng có hồn, đó là hồn đất. Nó là tổng hợp của những hồn người, hồn ma, hồn cây cỏ, ao hồ, cả hồn đá nữa. Chúng ta thường chê dân bản xứ là vô đạo, thật ra họ là những người phiến thần giáo.
Họ tôn sùng sự bí ẩn thiêng liêng của tất cả thiên nhiên. Mới đầu tôi cũng như anh đều cho họ là những kẻ tà giáo. Nhưng điều cay đắng mà tôi nhận ra, đó tức là những người dân ở xứ này biết hòa vào thiên nhiên. Họ tự nhiên hơn chúng ta. Vậy thì đúng sai ra sao? Ta đi khai quá cho họ tức là ta muốn họ biến thành ta. Nhưng chúng ta đã ăn thức ăn của họ, đã uống nước trong suối nguồn của họ, đã ngủ với đàn bà của họ. Ta đã thống trị họ, ta làm cho họ khóc trong lúc chúng ta cười. Vậy thì ai sẽ thành ai? Hãy coi chừng đây. Sẽ có ngày nào đấy, hồn đất quyết sẽ trả thù. Hồn đất của họ nhiễm vào từng chúng ta, dần dần từng tí một, mà chúng ta chẳng hề hay biết. Lúc đó tâm hồn ta sẽ từ trắng biến thành vàng. Họ cam chịu ư? Họ hèn hạ ư? Hãy coi chừng, để rồi xem, hồn đất sẽ trả thù. Ôi, sao lại nói thù hận ở đây? Chúng ta là người đi bảo hộ che chở cho họ cơ mà. Nhà dân tộc học như người say, ông bỗng đứng phắt dậy cười sặc cười sủa, cười đến chảy nước mắt, cười đến văng cả chiếc kính cận ra, khiến Pierre phải bò lồm cồm mò mẫm trong bóng tối tìm kính cho ông. Còn Sene, ông như kẻ mù lòa, quờ quạng hai tay trước mặt, ông vẫn cười. Tôi là kẻ cận thị, đúng, tôi là kẻ quán gà, thậm chí kẻ mù lòa. Pierre rất sợ hổ, người ta đồn rằng ở xứ sở này hổ nhiều như rươi. Đi qua đồi cỏ tranh, những người thổ dân khuân giác được gọi là cu ly, bảo mỗi người phải lấy hai thanh nứa gò sát vào nhau, rồi đập vào nhau để đuổi hổ. Tất cả đều phải nghe theo. Vậy là 10 người với 10 bộ gõ tạo ra những tiếng kèn kẹt ghê người và những tiếng lách cách rộn ràng núi rừng. Núi dội âm thanh trở lại làm cho tiếng lách cách càng thêm ồn ĩ. Tiếng lách cách chẳng nhịp nhàng, chúng là những tạp âm lộn xộn, thứ âm nhạc ghê ghê của loài ma rừng. Những đàn chim đầu đỏ, ướt và bụng cũng đỏ, chỉ có cánh là vàng và xám, thỉnh thoảng lại dúc lên từ những rừng tre, tạo thành những đám mây chim màu hồng chập chờn bay trên những quả đồi trọc. Đến chẳng nghỉ cũng chẳng được yên, tiếng lách cách im đi, thay thế vào đó người ta kể chuyện hổ. Những con hổ trắng, hổ xám thành tinh báo quán. Chúng chẳng sợ gì, dám tấn công cả người da trắng. Vậy là cái không khí rần rần bí hiểm cứ bám lấy Pierre, cho tới lúc lại lên đường. Lúc này Trung Quý chỉ huy tổ chức đoàn người cẩn thận hơn. Đi đầu là mấy con ngựa thồ, tiếp đến là đoàn cu ly, theo sau là thiếu úy Pona, chuẩn úy Pierre cầm súng. Rồi tiếp nữa là bác sĩ và ngài tiến sĩ René, đoàn hậu là trung úy trưởng đoàn cùng chiếc xe trâu. Bây giờ chỉ còn ông tiến sĩ René, ngài bác sĩ và những người quỳ hàng gõ thanh nữa. Lúc này tiếng gõ nghe chừng rộn ràng hơn. Thiếu úy Bona vẫn vui chuyện. Khi vào rừng, tốt nhất ta nên đi cùng một người bản xứ. Pierre hỏi, đi cùng một người da trắng không được sao ạ? Không được, tốt nhất vẫn là người bản xứ. Tại sao vậy ạ? Tại vì hổ thích ăn thịt người bản xứ hơn. Pierre cố hỏi cho rõ. Tại sao hổ lại thích ăn người bản xứ ạ? Pona chưa kịp trả lời, nhà dân tộc học René hình như cũng hứng thú, liền xem vào câu chuyện. Có phải vì người da trắng là giống người làm việc trí óc, thịt không ngon, còn người bản xứ là giống người làm việc cơ bắp nên thịt ngon hơn? Dĩ nhiên hổ là giống sành ăn, phải dồ người bản xứ trước tiên. Pona gật đầu tỏ vẻ khoái trá. À, đúng vậy. Nhà dân tộc học bỗng cười to ha hả, cười đến chảy nước mắt, cười đến văng cả kính giống như lần trước. Ông lại biến thành kẻ mù lòa. Khi bỏ kính ra, đôi mắt ông lờ đờ, lồi ra như hai con ốc nhồi. Ông lại giơ hai tay ra phía trước quờ quạng dò dẫm như người mù, miệng kêu lên. Ôi, anh Pierre ơi, giúp tôi với. Cả đoàn cười vang, tiếng lách cách ngưng lại, họ quên mất cả sợ hổ. Cả đoàn dừng lại, chờ Pierre vào đám cỏ tranh, tìm kính cho ông René. Sớm hôm sau, đoàn người lên đường đến một tọa độ mới. Nhiệm vụ mấy người lính là phải vẽ xong bản đồ địa hình khu vực này. Đáng lẽ phải làm xong từ mấy tháng trước. Song viên công sứ báo về nói tình hình chính trị ở khu vực này vẫn chưa ổn lắm, nên đoàn khảo sát không đến được. Còn bây giờ ở đây đã hoàn toàn yên tĩnh,
nên công việc phải tiến hành thật nhanh. Chỉ còn khoảng hơn ngày nữa là đã đến được nơi đã định. Lúc sương tan, người dẫn đường bắt đầu mở lối, phải mở rộng thêm con đường mòn cho xe trâu đi vào. Con đường đất vì mưa to trở nên nhão nhoét. Lúc này trời nắng, đất khô đi chỉ còn để lại những vết chân trâu. Hai bên đường là những đồi lau, đồi sim, nơi mọc đầy những cây hoa ngũ sắc màu đỏ, màu vàng, màu tím. Pierre trông thấy cả một quả đồi hoa ngũ sắc như một mâm hoa lùm lùm rất đẹp. Những người trong đoàn đều đã dạng dày sừng núi, cho nên trang bị của họ rất gọn gàng. Phần lớn họ đội mũ lá rộng vành chân đi đất. Cả đến nhà dân tộc học René cũng mặc quần dài buộc túm cổ chân và đi chân không. Họ chịu khổ rất giỏi, có thể ăn bất cứ thức gì ăn được, có thể ăn uống như thổ dân, có thể ngủ bất cứ nơi nào ngủ được, có lúc ngủ quanh bếp lửa nhà sàn, có lúc đốt đống lửa rừng lên và cắm liều trại chung quanh. Chỉ riêng Pierre, anh chàng mỏ trắng, là vất vả thôi. Hành lý thì cồng kềnh, trên đầu thì chiếc mũ sắt nặng trịch, dưới chân thì đôi gạch da cứng quèo, có lẽ bằng da trâu. Do vậy nên mới đi được hai hôm, Pierre đã khập khiễng. Ông René bảo, bỏ mũ sắt đi, kiếm chiếc mũ lá đội cho nhẹ, nhất là đôi chân phải tập dần dần sao cho cuối cùng gan bàn chân thành chai, có thể bỏ giày ra đi đất được như chúng tôi đây này. Hãy tập như sau, mới đầu có thể đi đôi tất len, không giày, đi một hai hôm tất rách thì xé áo, xé quần, lấy vải mà buộc lại. Đi chừng một vài tuần sẽ quen, nên nhớ ở xứ Bắc Kỳ này phải tập chịu khổ, sự tiện nghi quá đỗi sẽ giết chết anh đấy. Chí ít nó cũng vô hiệu quá anh. Nếu không chịu được, anh sẽ là kẻ vô dụng, suốt ngày rên la, và cuối cùng anh sẽ chết hoặc xin qua về Pháp. Pierre đâu có thể chịu thua dễ thế, anh bỏ giày đi bằng đôi tất. Quả nhiên lúc đầu thấy dễ chịu thật, nhưng khi được nửa buổi, đôi chân của Pierre nóng như lửa, bỏng rát. Anh chống gậy cắn răng mà đi. Trung úy trưởng đoàn thương tình bỏ hàng ở lưng ngựa thồ vào xe trâu để ngựa cho anh cưỡi. Giống ngựa này là giống ngựa nhỏ, chỉ cao bằng con la bé. Khi Pierre cởi, hai chân anh gần sát đất. Giá lại anh vừa nặng vừa cao lêu nghêu, con ngựa mang anh khó hơn thồ hàng rất nhiều. Con ngựa không quen tỏ ra bất mãn với thứ hàng lạ trên lưng. Nó hụt hặc, hí lên rồi lắc mạnh. Con ngựa phản ứng bằng cách chạy nhắn lên, nó muốn hất anh xuống đất. Hất mãi không được, nó đứng yên, ì ra, đánh roi vào đít cũng không chịu đi, chỉ hí vang. Cuối cùng Pierre đành đi bộ. Ông René chặt hai cành cây có chạc làm hai cái nạng. Ông an ủi. Này, hãy chịu khó nha. Tôi nghĩ ngâm chân bằng nước nóng, chỉ mai kia là quen thôi. Quả nhiên, hôm sau rồi đến hôm sau nữa, chân anh dần dần thích ứng. Có bận đoàn mệt nghỉ lại bên đường, bỗng gặp một đoàn người chiên trống tưng bừng, tiền hô hậu ủng, đi tới. Thấy có lọng cha, Pierre nghĩ chắc một ông quan bản xứ di hành qua. Và đâu lại là đoàn di hành của ông công sứ người Pháp. Ông này sang Bắc Kỳ chắc đã lâu, nên học được sự khoa trương của các ông quan An Nam. Quan công sứ di hành bằng võng, chiếc võng đang bằng sợi tơ tằm nhuộm đỏ, treo trên một cây gỗ sơn màu cánh gián. Quan dắt dẻo ngồi trên võng, trên đầu là cái mui trông như chiếc thuyền nhỏ úp ngược. Mui đang bằng tre rồi trát bằng thứ vữa nhẹ, phủ sơn mài bóng loáng, màu đỏ. Đám trước ngài công sứ người Tây có chiên trống cờ quạt dẫn đầu. Giọng đi giữa, cuối cùng là hai tiểu đội lính bảo vệ bồng súng đi ác ê. Lính bảo vệ mặc quần áo trắng toát, đầu đội mũ có ngù đỏ. Đoàn di hành thật nhiều màu sắc, trông ngộ nghĩnh rất vui mắt. Nó sặc sỡ như một con chim rừng lạ lẫm. Cái giọng điều mui đỏ như một bông hoa chói lọi mọc trong núi. Bông hoa ấy chung quanh là màu trắng, màu vàng, màu xanh. Nó nửa Tây nửa Anamic. Nhà dân tộc học nhìn đám rước diễu qua, cười khục khục trong cổ họng. Ông bảo Pierre. Anh coi chừng, sống ở đây vài năm, con người dễ bắt chước con công, suốt ngày khoe múa mà không biết chán. Ngài công sứ gặp đoàn khảo sát, liền ra lệnh hạ cán. Louis, viên trung úy trưởng đoàn đứng nghiêm cứng đơ chào ngài công sứ theo kiểu nhà binh. Quan công sứ ủy lạo. Các ông đi từ tỉnh đến được vùng này là rất tốt, rất tốt. Có nghĩa là ánh sáng văn minh đã đến được xó rừng này. Các ông tận mắt nhìn thấy đây, tôi đã du hành bằng võng trong rừng. Ở đây đã rất an toàn. Chúc các ông mã đáo thành công. Ba người tiếp tục hành trình,
trong tâm lý vô cùng hào hứng. Đám rước ngài công sứ tuy có sắc thái duyên dáng pha chút hài hước, cả đoàn cứ cười giòn và bàn tán mãi, vì ở nước Pháp họ chưa hề bao giờ gặp một đám rước tương tự. Tuy nhiên, nó lại có tác dụng rất lớn trong việc xua tan những nghi hoặc và pháp phỏng của mọi người. Đám rước ấy toát lên sự an toàn và sự chiến thắng của người Pháp là hoàn toàn và thật sự. Những thoáng nghi hoặc cuối cùng cũng bay đi hết khi đoàn người cảm thấy khu rừng nhiệt đới bỗng cất lên tiếng hát. Ở rừng nhiệt đới thường rất im ắng, có lúc sự im lặng cứ như chết, khiến người ta sởn tóc gáy. Song đôi khi tiếng động bỗng nở rộ, tiếng động bất thình lình nổi dậy, cứ như thể có một nhạc trưởng vô hình nào chỉ huy. Không phải tiếng động, mà là một dàn nhạc rừng, có lớp lan hẳn hoi. Pierre mường tượng khi cái gậy chỉ huy giơ lên là tiếng suối rừng, tạo thành một cái nền âm thanh rì rào. Bắt đầu là tiếng con bách thanh líu lo, rồi tiếp đến bầy khỉ bị kích động, một con cất tiếng kêu kéo theo một đàn kêu. Một đàn kêu gọi toàn thể khỉ trong rừng, có lẽ đến vài ngàn con cất tiếng khẹt khẹt ở khắp bốn phía. Thế là hàm vạn con chim nấp trong những giòm lá rậm rạp đều cất tiếng hát. Rừng hát hay rừng động, tiếng ca hát hay rừng báo hiệu một thế lực mạnh mẽ vô hình nào đó xuất hiện. Pierre không biết, nhưng thực bụng anh rất thích thú. Rừng nhiệt đới đã mê hoặc người họa sĩ, anh vẽ ký họa rất nhiều. Cứ đến mỗi đợt nghỉ, anh lại hí hoáy vẽ. Đôi mắt anh như chiếc máy ảnh. Dọc đường đi, nó ghi lại bao nhiêu cảnh, bao nhiêu màu sắc. Anh nghĩ, chả thế mà Gauguin đã bỏ cả châu Âu tiện nghi để đến Tahiti. Những bữa tiệc màu sắc luôn thiên biến vạn hóa trước mắt anh. Anh cho rằng viên công sứ cũng là một cảm nhận màu sắc như anh. Đứng ở góc nhìn của người châu Âu, người ta thấy đám rước ngài công sứ là lòe loẹt, thiếu tinh tế, dân gian, hài hước. Nhưng ở góc độ người họa sĩ, màu sắc đám rước thật đẹp. Núi rừng đang bằng phẳng một màu xanh lá cây. Đột nhiên xuất hiện màu trắng của đám lính, màu vàng, màu tím của những lá cờ lỏng che. Rồi màu đỏ của cái giọng điệu xuất hiện, đã làm cho núi rừng ấm hẳn lên. Đây không phải là màu đỏ chót chói chang, mà là màu đỏ của thứ sơn đã được pha nâu làm dịu đi. Pierre hiểu viên công sứ hơn các người bạn của mình.